Ở đây là chùa Hoàng Pháp. Mình đi từ Gò Vấp đến đây. Hôm nay là một ngày trời mưa. Chùa Hoàng Pháp. Chim bồ câu đậu, đậu trắng, đậu đầy mái nhà. Ở đây có một tháp tổ là nơi tôn nghiêm, không được leo lên và nô đùa. Xin cảm ơn.